buổi hôm nay học cái gì ha? Thứ nhất là mình tập hôm nay anh học được điệu sợp. À, điệu sợp đúng không? Điệu sợp thì mình sẽ đánh cho anh coi lại điệu sợp cách thế nào, tiết tấu như thế nào. Ví dụ đánh bằng tay á thì dùng tay ha. Mình áp dụng vô bài như bài bình thường này ha. Cơ bản thôi, mình giữ tay phải, còn cứ hát, mình vừa hát vừa đàn nữa, mà giữ tay phải, giữ tiết tấu tay phải, còn mình hát hay là mình làm gì kệ nó, mình tập rác bài vô, nó sẽ bị chạy tiết tấu, mình sẽ cuốn theo cái giọng hát mình á, cuốn theo cái giọng hát mình, cuốn theo cái tay trái mình, cuốn theo đủ thứ, cho nên mình phải tập muốn tay phải lên, à, đó, cứ đánh bùng chất bùng bùng chát. Xong rồi mình sẽ phân như thế nào, nhưng mà với điều kiện là anh phải tập cái cơ bản trước tốt, cái nhịp tay phải rồi mình phân nè, nó sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn nhiều, đúng không anh? Nó sẽ là tiết tấu khác, nó nhộn nhịp hơn, nó hay hơn, nó gọi là nó sẽ tiết tấu, nó sẽ làm mình đánh không phải bình thường nữa. Muốn đánh ở dưới chép bay ở dưới thì mình đánh nó sẽ sang cấp lên, còn nếu mà đánh dùng bass trên thì sẽ dùng mình sẽ dùng cái ngón mình đánh bass. Còn mình tập không được á, mình sẽ trở lại cái cơ bản nè, chắc bụng bụng rất là dễ, giữ được cái nhịp cơ bản này thì mình sẽ làm được cái điều khoan hơn, khó hơn chút xíu. Đơn với nó đang thì mình sẽ dễ hơn ha. Mắt đều đặn ha.
ta 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 ta. Sau này mình làm chủ được tiết tấu đó, mình muốn đánh sao cũng được hết, miễn hay sao vô được cái phát mạnh của nó, vô được cái ô nhịp của nó. À, đó gọi là cái khoăn, à, cái chơi theo nghệ sĩ, chơi theo cái ngẫu hứng của mình, nhưng mà phải làm chủ được cái tiết tấu thì mình phân, yeah, mình biến thể ra. Đó là cách thứ nhất, đó là cái giai điệu sợp ha, xuân sợp. Sau này là mình đánh như thế, anh áp dụng vào, phải về nhà anh lấy tập cho anh rắc từng đoạn từng đoạn. Lúc này mình phải tập, chứ không phải lúc này mình là biểu diễn chơi, mình chịu khó mình tập nhiều sau này mình mới chơi khá được, lên tay được nha. Rồi cái thứ hai là mình qua học qua điệu xì rô. Đó, cái điệu xì rô thì anh cũng đã biết rồi, nó rất dễ, là mình thông dụng là mình móc tay nè. Đó, hai dễ ha. À, nhẹ nhàng im dịu. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mặt trận nghèo, có người lính ra 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 ta ra ra ra, đó nó sẽ biến tấu theo cái cách mình chơi. Mình có thể móc hoặc dùng spat á. Thành phố nào nhớ không em, nhiều chúng ta vui đêm. Thành phố nào nhiều đi đã một, nhiều đứa thương. Rồi dùng bass hát nữa. Bass nè, rất là dễ. Bùm chát, bùm bùm đó. Có thể hai bass hoặc là ba bass do mình. Hợp vô móc dây vô, à, đánh giai điệu vô. Áp dụng bài giả từ vũ khí như anh thích bài đó đúng không? Rồi có một ngày chiến tàn. Đó, đầu tiên mình móc thôi ha, đúng. Rồi mình kiếm mình dùng phím thì mình đánh cái cách này này. Đó, những câu lót đó sẽ đưa nó về la thứ.
điều kết thúc nè. Hồi nãy là ngay nguyên 7, nguyên 7 nó dằn. Mi, mi, son, son, fa, mi à. Mi, son, son, fa, mi. Họ làm đến nốt si, do, đi. Mi, si, do, đi. Si, do, đi. Si, do, đi. Si, son, si, mi. Đó, mình dặn ngay như vậy ha. Si, do, đi, si, son, si. Là mình đánh mới có đơn giản thôi, còn mình muốn nhồi lên mình chạy câu lít vô nó sẽ khác nữa. Đó bây giờ điều khúc nha. Thì hai những cách đó anh nắm được chưa anh Long? Nắm được chưa? Được không? Giờ qua điều khúc nè, điều khúc nè. Giờ anh sẽ chiều cho nhà, giờ anh sẽ đón cho mình. Xuống lên xuống lên xuống, đây là móc đôi, đơn với đôi nó kết hợp nhau. Đây quẹt nhanh lên, xuống lên xuống lên xuống là bùng chắc 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 chắc, bùng bùng cũng được, ha. Khi quẹt cái này là mình đánh xung minh vào cho nó rền, cho nó quen, nhộn nhịp, dồn nhập lên. À. Bùm 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 nhớ nha, còn nếu mình không dùng bass trên mình dùng máy ở dưới thôi. Đó là ta, ta ra là ta. À, rồi anh sẽ ta ra là ta. Rồi anh sẽ đón cho mình. Ở dưới này ha. Chấp 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 chấp. Còn nếu không thì mấy cái trên bát á. Bùng 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 bùng. Không thì bát yên luôn cũng được. Chấp bùng 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 bùng. Đó là những câu bass của nó mang cái tiết tấu của sự đuổi đốc. Rồi nắm được chưa? Hoặc là không mình không mình cắt phăng nữa, mình sẽ đánh mà bốn cái chất. Đó, hai nhịp 1 2. À, rồi anh sẽ ta ra ra ta. Rồi anh sẽ đón cha mẹ vời. Rồi anh sẽ tới đây anh lại thắc mắc là mình sẽ tại sao mình đánh điều khúc quẹt giả rồi sao mình tới đoạn đánh móc lại thì làm cách nào thì mình dừng thôi, dừng lại người ta vô hát thì thí đi thì là mình đánh bình thường trở lại ha. À, họ làm sử dụng cái cách này nó nhẹ nhàng thôi. Đợi đoạn điệp khúc đó là mình quẹt gì ha. Giờ anh sẽ yêu sẽ nhà anh sẽ nắm được rồi chưa? Rõ chưa? Rồi, có thắc mắc gì nữa không? Dạ, để tập
xong rồi có gì thắc mắc cái gì mình sẽ nhắn cho thầy. Rồi anh cứ giờ anh tập. Anh tập xong anh tập xong hoàn thiện một số bài nào đó anh cứ gửi cho